Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngô Thị Thanh Thảo, là MC của chương trình Talk Show cùng nhóm chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về đề tài Beginning Yourself. Bạn muốn cuộc đời của mình sẽ diễn ra như thế nào? Bạn muốn để lại những giá trị gì cho xã hội? Những câu hỏi này nghe có vẻ viển vông vô định. Có rất nhiều người dành cả cuộc đời mình chỉ để trả lời cho câu hỏi chúng ta sống để làm gì? Ta có thể vượt qua mọi giới hạn của bản thân để trở nên hoàn thiện hơn không? Để làm rõ vấn đề này, hãy cùng nhau đến với nhóm trưởng của nhóm chính tụi mình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về dự định trong tương lai và cách bạn ấy lên kế hoạch để hoàn thiện hơn chính mình. Xin mời bạn Huy. Xin chào mọi người, mình tên là Lưu Đình Huy. Năm nay mình 18 tuổi và hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là tân sinh viên của một trường đại học. Như các bạn cũng đã biết, hôm nay mình sẽ trình bày về chủ đề Bigger Than Yourself, hay còn gọi là làm sao để tốt hơn bản thân mình. Trước hết, về điểm mạnh, mình cảm thấy bản thân mình là một người có khả năng giao tiếp tốt, luôn muốn làm quen với mọi người. Nhờ vào lợi thế đó mà mình còn có kỹ năng làm việc nhóm tốt. Mình luôn muốn gắn kết mọi người trong nhóm lại với nhau. Tuy nhiên, khi nói về điểm yếu thì rất rõ ràng, đó là khả năng tư duy lập trình của mình còn kém. Bên cạnh đó, mình còn có một nhược điểm khá lớn, đó là bản thân mình còn thiếu tính quyết đoán. Điều đó khiến mình trở nên bối rối, phân vân khi đưa ra quyết định cho một vấn đề nào đó. Vì vậy, để khắc phục những nhược điểm trên, cũng như tận dụng hết những điểm mạnh của bản thân mình đã lập ra một bản kế hoạch trong 4 năm tới. Mình muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân, Bigger Than Yourself. Đây là bản kế hoạch chi tiết của bản thân mình. Đầu tiên, vào năm 1, mình sẽ đẩy mạnh việc nâng cao kỹ năng mềm. Trước hết, mình sẽ xây dựng thời khóa biểu hợp lý để có thể cân bằng việc học, cũng như với việc tham dự các cuộc thi để có thể nâng cao kỹ năng làm việc nhóm. Đồng thời, mình cũng sẽ cố gắng phấn đấu học tập các môn chuyên ngành để có thể vào được chuyên ngành mình mong muốn. Tiếp đến, trong năm thứ 2, bên cạnh việc tập trung vào các môn chuyên ngành thì mình sẽ đầu tư vào vốn tiếng Anh của bản thân mình. Mục tiêu của mình là học tiếng Anh thật tốt để phục vụ việc học, tìm hiểu và nghiên cứu, cũng như hoàn thành các chứng chỉ cần thiết để có thể tốt nghiệp. Vào năm 3, đây sẽ là năm mình đầu tư hơn về mọi mặt cho bản thân mình. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất chính là tập trung học tập để có thể ra trường đúng hạn với tấm bằng loại giỏi. Cũng trong năm này, mình sẽ cố gắng thực tập ở một công ty nào đó. Những trải nghiệm khi thực tập ở một công ty sẽ giúp mình có nhiều kinh nghiệm hơn khi làm việc thực tế, nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp. Kết thúc năm 3, mình sẽ tự viết được một trang web bằng chính công sức và năng lực của bản thân mình. Và cuối cùng, năm 4 sẽ là năm cực kỳ quan trọng đối với bản thân mình. Trong năm này, mình sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho việc học để có thể tốt nghiệp với một tấm bằng loại giỏi. Để đạt được điều đó, mình sẽ tập trung vào đồ án tốt nghiệp của bản thân và cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất có thể. Như vậy, với kế hoạch 4 năm này, mình tin chắc rằng các bạn đã nắm được cách làm sao để có thể trở nên hoàn thiện hơn bản thân mình. Đầu tiên, các bạn cần phải có một mục tiêu thật cụ thể. Tiếp đó, bạn cần phải có một kế hoạch thật rõ ràng và chi tiết. Cuối cùng, với tinh thần quyết tâm của chính bản thân bạn, hoàn toàn bạn và mình đều có thể trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình. Cảm ơn phần trình bày của bạn Huy rất nhiều. Lời kết mình muốn gửi đến các bạn đó là chúng ta chỉ sống một lần trong đời. Nếu chúng ta không dám đương đầu với thử thách thì chúng ta chỉ đang dậm chân tại chỗ mà thôi. Chính vì thế, hãy gạt bỏ những thứ rào cản của bản thân. Hãy be in bigger than yourself. Và ở phía cuối con đường, bạn sẽ tận hưởng được quả ngọt của thành công. Và cuối cùng, xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong nhóm đã cùng tạo nên video clip này. Đó là Lê Trọng Đức Anh, Phùng Siêu Đạt, Lưu Đình Huy, Ngô Thị Thanh Thảo, Phạm Khánh Thoàn và Lê Phước Tiến.